Đây anh em, đây tôi đoán là cái nguyên nhân chính mà hôm qua tôi móm này. Đấy, cái hũ mẻ này. Hũ mẻ sáng nay tôi vừa phải dốc hết ra tôi đổ đi rồi. Vì nó thật ra là hôm trước hôm qua lôi ra thì tôi cũng gọi là lười. Mẻ nói chung là hỏng rồi. Hôm trước không biết ông nào ăn ăn canh măng cá mới ăn cơm rang thừa thế nào ông ra ông đổ mẹ vào đây để nó hỏng, có muối vào thế nào hôm qua lôi ra thì nó không có mùi chua mà mùi của nó hơi hơi hắc hắc, nhưng mà nghĩ bụng thôi kệ đút vào thế nào loanh quanh hỏng mất đấy. Sáng tôi vừa rửa xong phơi khô đi này, bây giờ tôi phải làm lại mẹ này. Làm lại thì tôi có mua 20.000 tiền mẻ mua sẵn rồi. Đấy. Đây, tôi có mua sẵn 20.000 tiền mẻ này. Bây giờ tôi lại mất công tôi gây lại này. Con mẹ này vẫn còn sống này, mẹ này người ta chưa lọc, còn con mẹ nó vẫn còn sống, anh em mua về gây được. Đấy anh em là đi ra chợ mua mẹ, bảo mà người ta bán cho những cái con mẹ nha, bảo là cái mẹ cháu mua về để cháu nuôi, người ta sẽ bán cho mình những cái con mẹ, cái mẹ mà vẫn còn sống. Mẹ để gây mang về gây sai một tí là rất chi là tai hại, lười nhác. Qua nếu mà tôi hôm qua thì cá cũng vào nhưng mà nó ăn cao không giật được, giật một phát cá nó chạy rẽ sóng hết. Chứ hôm qua không phải cá không vào, hôm qua nó vào nhưng mà nó vào thính nó không chuẩn, vào nó không tụ ổ. Cách làm thì chuẩn đấy nhưng mà nguyên liệu không chuẩn. Chấp nhận móm rêu răng đi về. Đấy, gốc nó lại có tầng này này. Đây. Đây nó cơm nguội thừa. Sáng ấy tôi bắt lên tôi bỏ tôi nấu thành cháo, tôi cho vào đây nó nhanh ngấu. Này là cách làm mẻ nhanh nhất này, nấu cháo cho vào. Mẹ này mà cho cháu này thời tiết mà oi bức cái chỉ mấy ngày thôi là ngấu, nó ngấu hết cái chỗ này luôn. Tao mẹ đi câu. Sai sót có mỗi cái mẻ thôi mà kết quả nó ra không ra gì. Lang thang hôm qua đây này không cho mẻ nữa thì còn được, và nghĩ đi nghĩ lại nghĩ mãi chắc chắn là cái mẻ rồi. Lười phải chịu. Và tôi nghĩ
cái mẻ này nó phải cho tôi thất, nó phải dính vào đấy góp phần thất bại vào đến 60%. Còn anh em lấy mẻ thì lấy cơm nguội mới cả nước cơm gây cũng được, nếu mà chợ nó không bán. Đấy, bây giờ chỉ việc đậy kín lại thôi, mấy ngày nữa là hũ mẻ to luôn. Này, này cho này tháo một câu này, câu hoang cũng phải được hơn 2 buổi, có nghĩa là hai câu được 2 buổi, cho này ít phải câu được 2 buổi mới cả còn sót lại trong để làm tiếp. Rồi, ok đấy này.